Dạ vâng, Shop Hoàng Anh Sân Bẫy xin gửi lời chào và chúc sức khỏe toàn thể các bác. Thì cái nội dung video hôm nay em muốn giới thiệu là những cái dòng loa Việt Nam mà bên nhà em đang nhập rất là nhiều về để chuẩn bị cho các bác mùa chim tháng 8 các bác nhé. Thì sắp đến mùa tháng 8 rồi ạ. Các bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình những món đồ đánh chim đêm ấy, ví dụ như loa, âm ly hoặc là lưới nhá, thì các bác hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video nhá. Bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Thì cái hình thức giao hàng bên nhà em thì nhà em giao hàng ship COD toàn quốc. Các bác đặt hàng kiểm tra, đặt hàng khi hàng đến các bác kiểm tra hàng ok các bác mới phải thanh toán nhá. Thì sau đây em sẽ đi vào chi tiết nội dung của cái video hôm nay em muốn giới thiệu với các bác nhá. Thì cái dòng loa đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho các bác là cái dòng loa 10W của Việt Nam các bác nhá. Đây ạ, trên tay em là cái dòng loa 10W của hàng Việt Nam các bác nhé. Thì cái đặc điểm nhận dạng của cái dòng loa này là vỏ nó màu đen. Vỏ nó màu đen và cái vỏ của nó hoàn toàn là bằng nhựa các bác nhé. Bằng nhựa chứ không phải là bằng nhôm, hợp kim đâu các bác nhé. Thì đằng sau của loa này là nó sẽ ghi đầy đủ các thông số kỹ thuật của cái loa này các bác nhé. Khi khi các bác dùng cái loa này kết hợp với những loa phóng hoặc loa 15W để đánh những con chim đêm, ví dụ như con chích ré hoặc là con mắt đỏ mắt xéo ấy, thì là rất là hiệu quả các bác nhé. Chất lượng âm thanh ok. Và các bác mua hàng bên em thì bên em sẽ bảo hành cho các bác 15 ngày đầu sử dụng. Nên là khi các bác mua hàng thì các bác về các bác cứ dùng tẹt, dùng hết công suất cho em nhé. Thì để test loa, thì khi mà các bác dùng hết công suất thì mà nó ok thì là ok. Còn nó mà hỏng thì là bên nhà em sẽ bảo hành một đổi một nhé. Khi các bác mà loa có vấn đề gì ấy, thì các bác không nên gỡ bỏ ra nhé. Các bác cứ để nguyên hiện trạng và liên lạc lại với shop. Bên nhà em sẽ tư vấn và cho các bác địa chỉ gửi hàng về để bên em bảo hành các bác nhé. Các bác đừng tháo ra các bác nhé. Thì cái dòng loa 10W này á, âm thanh của nó rất là ok và trọng lượng của nó rất là nhẹ nhé. Khi các bác đánh chim đêm ấy, các bác rất là nhiều đồ mà các bác mang những chiếc loa này thì rất là thuận tiện các bác nhé. Đây ạ, em sẽ cho các bác xem tổng thể của chiếc loa 10W. Thì cái dòng loa thứ hai mà em muốn giới thiệu với các bác là dòng loa 15W hàng Việt Nam sản xuất. Thì cái dòng này á, cái vỏ của nó là màu trắng này các bác này. Vỏ này cũng là vỏ nhựa các bác nhá, không phải là vỏ nhôm hợp kim như mấy dòng Indo, dòng nhập khẩu các bác nhá. Thì cái miệng của cái loa này á là nó hình chữ nhật các bác nhá. Miệng hình chữ nhật này. Cái dòng loa này thì kích thước của nó gần 1 cân thôi các bác nhá. Kích thước trọng lượng của nó thì gần 1 cân thôi nhá. Kích thước thì rất là nhỏ gọn này các bác này. Và các thông số của nó cũng ghi đầy đủ ở đằng sau nhé các bác nhé. Khi các bác dùng để đánh chim đêm, bác đánh những con mắt đỏ mắt xéo mà kết hợp với cái dòng loa 15W này thì tiếng của nó rất là ok, các bác đánh rất là hiệu quả nha các bác nhé. Thì cái dòng loa này á thì bên nhà em bán cũng vài trăm nghìn đồng thôi các bác nhé. Khi các bác mua cả bộ lưới loa âm ly chim đêm thì bên nhà em sẽ có chế độ ưu đãi nha các bác nhé, có giá ưu đãi này các bác này. Và bên nhà em ấy thì ngoài những mẫu loa này ra thì còn đầy đủ các loại lưới, lưới từ 4 phân 6 đến lưới 8 phân. Âm ly thì có âm ly 263, âm ly son 288 và đầy đủ các phụ kiện để các bác đánh chim đêm. Ngoài ra thì bên nhà em còn hỗ trợ các bác những file tiếng đảm bảo các bác ăn chim. Khi các bác mua hàng thì các bác cứ để lại số điện thoại hoặc là comment bên dưới video, bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Còn bên nhà em thì vẫn ship hàng COD toàn quốc các bác nhé. Nhận hàng, kiểm tra hàng mới phải thanh toán. Thì một cái video em giới thiệu về cái dòng loa 10W và dòng loa 15W của Việt Nam đến đây là hết. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại.